띵! 습과 에? 습? 에? 습과 습과? 제! 이러니! 어? 와이 제마! 이러니! Anh có ăn không vậy? Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với Ken Double Wish. Chúng ta có... Có em ạ. Hello, chào tất cả mọi người. Một lần nữa, Jun rất là vui khi mà trở lại chương trình của hai anh Double Wish là anh Kazu và anh Shizuke. Ủa rồi, mình đến đây làm gì đây? Lên đây là thử thách món ăn. Thử thách món ăn hả? Bắt đầu! Thơm quá. À, em biết ạ. Biết rồi. À, biết rồi. Biết đó được không ạ? Đào cái kia rồi, quên rồi. Dạ, dạ, dạ. Nani? Anh có ăn không vậy? Ăn xúc xích rồi. Nhưng mà ý là anh có ăn cái món này không? Shizuke, thịt gà. Ủa? Vậy hả? Vậy hả? Sai rồi. Dạ. Cái này là xúc xích gà hả? Dạ. Xúc xích gà. Sai rồi, xúc xích heo anh ạ. Xúc xích heo hả? Butano. Butano. Sausage. Butano. Xúc xích heo hả? Dở quá. Dạ. Lên, món này lên. Còn nhiều lúc nha. Mà ngọt hay là mặn vậy trời, không dám. À, không mặn được nha. Chưa biết món này. Ồ, hình như là hay quá ha. Vậy là sai rồi. Tofu na. Tofu. Rồi, anh này giỏi quá. Ê, hơi hơi nóng. Ồ. 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 À. Khô biển. Khô mùi biển. Cái này thì quá là dễ. Dễ. Chắc là... Nhưng mà không biết có phải là cái này không. Từ đầu thì nó đấy. Dạ. Băng. Súp qua. Hả? Súp. Hả? Súp qua. Súp qua. Nhiều ni. Chế mà. Không anh ạ, à, không có chè nào mà nó mặn vậy trơn. Dạ. Cũng mặn. Cái này bảo đảm em với anh Kazu đúng. Anh không có đúng gì hết. Anh nên nghĩ lại cái việc anh ở Việt Nam. Anh nên nghĩ lại cái việc anh ở Việt Nam. À, không có mùi á. Ngô. Ê. Không cố hả? Cố hả? Hết giờ. Hay 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 hay. Mở mắt ra. Chắc là cái món này rồi. Dạ. Chấm muối. Chấm muối. Hả? Ê, giờ. Chấm ngâm ngầu thun. Không biết tên của món này. Ngâu thun. Khác nhau. Dạ, khác nhau. Dạ, cái này là. Hay, Watashiwa. Đúng rồi. Trời, sao mà cái này nó xấu dữ vậy ta? Cái trứng này chắc là mua siêu thị đúng không? Nó không giống cái trứng luôn á, nó xẹo à, thấy ghê. Nhưng mà Jun biết nấu ăn. À, Jun biết chứ, Jun biết nấu ăn. Nó ăn giỏi lắm á, đừng giỡn. Tại vì Jun ở một mình á nên Jun hay nấu ăn. Thì nói chung cũng biết nhiều món Việt Nam. Ủa? Đó. Cái này món Việt Nam hả? Cái này món này chung chung quá à. Không có. Tôi nghĩ là củ cải trắng xanh lá
どうしてどうして大根ですね焼きお好み焼きのベトナムの食べ物ねÀ, thật ra phở với hủ tiếu là một mà mọi người nên mọi người nó cũng hơi giống nhau đó. À, sau khi chơi xong 5 phần thì phần thắng nghiêng về Kazu. Kazu hả? À, tôi biết chứ, tôi biết nấu ăn, nó ăn giỏi lắm á, đừng giỡn. Nói chung cũng biết nhiều món Việt Nam. Không, thật ra mọi người ơi, cái này cũng khó mà nói được. Không phải là cái gì hết trơn á, nhưng mà món ăn Việt Nam của chúng ta rất là phong phú. Làm sao mà Jun biết được hết được. Biết nhiều món Việt Nam, không giỏi lắm á, đừng giỡn. Thật ra đậu hũ thì ở nước nào cũng có anh à, nên cái đó em cũng không tính đâu, tụi mình què nhé. Người Việt Nam hoàn hảo. Còn anh thì không được cái gì hết luôn á. Jizuke cũng không có. Không hả? Bye, sayonara. Nói đùa thôi, hẹn mọi người tập tiếp theo của hai anh. Double wish nha. Cảm ơn. Bye, see ya, và subscribe nha.